Chiều 24 tháng 10, đồng chí Phan Văn Mãi, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã trao quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2021-2026 đối với đồng chí Bùi Xuân Cường, Thành ủy viên, Trưởng ban Quản lý Đường sắt đô thị Thành phố Hồ Chí Minh. Đồng chí Bùi Xuân Cường sinh năm 1975, quê quán tỉnh Ninh Bình, trình độ chuyên môn tiến sĩ xây dựng công trình, thạc sĩ kỹ thuật, thạc sĩ quản lý hành chính công, kỹ sư xây dựng cầu đường, cao cấp lý luận chính trị. Ngày 11 tháng 10 vừa qua, tại kỳ họp thứ 7 Hội đồng Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh khóa 10, đồng chí Bùi Xuân Cường đã được bầu giữ chức Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2021-2026. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Phan Văn Mãi cho biết, sắp tới Thường trực Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh sẽ có phân công công việc cụ thể. Trước mắt đồng chí Bùi Xuân Cường sẽ phụ trách quản lý mảng đô thị. Đồng chí Bùi Xuân Cường khẳng định sẽ nghiêm túc triển khai chương trình hành động cá nhân đã cam kết khi được giới thiệu ứng cử, góp phần hiện thực hóa tầm nhìn khát vọng phát triển Thành phố Hồ Chí Minh. Đồng chí nhấn mạnh những nội dung cần ưu tiên giải quyết đó là điểm nghẽn hạ tầng, tăng cường khai thác hiệu quả hệ thống hạ tầng sẵn có, khẩn trương hoàn thành các công trình dự án theo kế hoạch, góp phần giải quyết tình trạng ùn tắc giao thông, ngập nước, ô nhiễm môi trường, phát triển hạ tầng đồng bộ hiện đại. Cùng với đó là cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, tập trung hoàn thiện hệ thống hạ tầng kết nối Thành phố Hồ Chí Minh với các địa phương.